Rồi xin chào mọi người ha. Thì bây giờ mình bắt đầu mình view bán đồng hồ lại. Thì tách ra giờ mình bắt đầu mình bán. Thì cơ bản mình cũng phân ra luôn cho nó dễ. Ví dụ đeo tay là mình để trên bàn ha. Đeo tay mình để trên bàn, còn treo tường mình để dưới đất. Thì cơ bản đợt này treo tường có 8 con. Thì trong 8 con này thì cái dòng Vuba này là anh em mình bán nhiều, anh em hình dung được rồi ha. Dòng Vuba này là dòng tả lê. Còn cái dòng dưới đây người ta gọi là tả khúc nhé. Hai con này là tạ khúc nè, con này Tucco là một cái thương hiệu rất nổi tiếng của phương Tây, của Đức rồi ha. Về máy thì tất cả những dòng này nó chạy trên một loại máy thôi, là máy của Đức ha. Còn Vuba này thì cái thương hiệu của nó là của Hà Lan. Ở đây có một con chính quốc đóng giỏ luôn nè, ví dụ như con này made in Hà Lan, con này đóng giỏ tại Hà Lan luôn, con số 4 nè ha. Nhưng mà cái thương hiệu này và cái mô phỏng này, cái đồng hồ này là bản quyền của Hà Lan, nhưng hầu như là đóng trên máy Đức hết ha. Cấu tạo thân vỏ thì con nào cũng chỉ có gỗ với đồng thôi, kể cả tạ lê hay tạ khúc thì con nào cũng vậy ha. Chỉ có con trừ con Tucco này là nó đóng bằng cái gỗ sồi ha. Rồi thì trong để dạy cho anh em dễ hình dung là trong tạ lê thì có 5 con, thì ba con ngoài là size nhỏ và hai con ngoài cùng là size lớn ha. Thì size nhỏ thì nó cũng về máy thì nó cũng tương đồng nha thôi, nhưng có điều nó làm cái tab logo và cái kết cấu tổng thể cái đồng hồ thì cái size lớn nó dày hơn này, logo nó dày hơn. Ví dụ tổng thể chiều cao con lớn là gạch này 50, con này nó dư ra là khoảng 60 62 đó, con này thì 50, con nhỏ thì 50 hoặc là vớt vớt hơn 50 một xíu ha. Còn về mặt thì ví dụ như con nhỏ là mặt chính của nó đây là 18, thì con lớn nó có tầm 21 21 22 gì đó, thấy không ạ? Thì đó là về kích thước độ cao thì con lớn nó cũng xem nhau à. Về mặt độ cao độ dày con lớn nó có dày hơn khoảng 1 phân vậy thôi. Không, mình đỡ cái cảm giác đứng như vậy thì anh em hình dung được cái kích cỡ của nó không, chứ còn khi lên treo lên tường thì khó hình dung lắm không ạ. Rồi từ do ba con nhỏ này á, thì mình đánh mã, bởi vì mã số 1 ví dụ N01 là mã nhỏ 01 nè, N02 mã nhỏ 02, N03 mã nhỏ 03, số 1, số 2, số 3. Thì trong ba con này thì con số 2 nhỏ 02 là chạy cái quả lắc nó nằm trong thôi, trong logo thôi ha, trong hộp. Còn hai con mã nhỏ 1 với 3 là nó chạy cái quả lắc nó nằm ngoài ha. Con mã số 2 này chạy quả lắc nằm trong, nó giống như hai con lớn này chạy lắc trong, do tùy thời điểm nó sản xuất và từ cái thời điểm nó thiết kế kết cấu của nó thôi, còn lại hoạt động thì nó cũng như nhau hết à ha. Rồi hai con lớn nè, thì con số 5 là con ngoài nè, con mã L02 lớn 02 này, cái màu gỗ thì nó vàng hơn, dễ dễ nhận diện. Nhưng mà con mã M01 này thì có một cái rất giá trị là cái nu logo của nó là nu chân chó luôn nè. Nếu mà anh em biết chơi gỗ ha. Cái này là vân tab logo của nó là cái tab logo nu chân chó luôn nè. Tab logo ở dưới này. Nó hơi tối nhưng mà nghĩa là cái miếng gỗ này ôm nu ha, nếu mà về giá trị là cái gỗ nu này nó giá trị, rất giá trị ha. Đó, mình cũng có chơi gỗ thì mình cũng biết chút chút. À, ví dụ mình cũng có chơi gỗ sưu tầm mà, thì mình cũng biết chút chút là như vậy. Còn lại thì hiển nhiên nhãn quan mỗi người một mắt mà, ai thích cái gì thì mình chơi cái đó ha. Rồi còn ba con dưới đây thì là tạ khúc. Tạ khúc con Dung Han này thì nổi tiếng rồi, con Dung Han này thì một thương hiệu treo tường với là đeo tay rất nổi tiếng của Đức ha, chính hãng chính quốc luôn. Con này mặt của găng tay mình là 22, thì con này coi thử coi, con này chắc cỡ làm một có tầm 30 32 gì đó ha. Mặt của nó đó, mặt nó mặt bạc chéo này, mặt men nhá, men nè, cái viền này không biết nó ố theo thời gian hay là cái men nó như vậy thì mình không biết được, chùi nó không có ra đâu ha. Cái này là mặt men nè, mặt men. Gỗ này thì là không biết của cái gì đây, giống cà te lắm nhưng mà nó không có nặng như cà te đâu. Cái gỗ đặc thù làm đồng hồ với âm thanh của bên đó thì mình không có nói chính xác được. Lắc ấy đồng hết, kim đồng ha. Rồi con này thì cổ lắm nè, con này chắc cũng có 100 năm rồi. Đây tạ của nó đây, con này thì chạy trăng sao ha, chạy AM BM nè. Ngoài ra thì cũng đánh chuông, kết cấu chuông của nó thì nó nằm ở trong một chuông đồng, búa đồng ha. Máy thì con này cũng máy đồng hết, máy của Đức, máy đồng hết. Nói chung cái đồng hồ nó chỉ kết cấu hai loại thôi, gỗ tự nhiên. Con này bản của nó chắc cỡ 24 nè, găng tay mình là 22 đúng không, dư ra đây nữa thì chắc cỡ 24, để anh em hình dung cái size của nó, cái logo của nó khi lên tường ha. Rồi còn con này thì Tucco thì khá nổi tiếng của Đức rồi. Cái này mình coi trong văn hóa phương Tây là mình luôn thấy hình ảnh con Tucco này này ha. Con Tucco này thì nó kết cấu về thân vỏ thì nó làm bằng một cái loại cây sồi gì đó rất là đặc thù của gỗ làm đồng hồ ha. Con này thì còn tem tiết rồi luôn.
À, con này thì nó có hai bảng, con là bảng nhỏ nha. Size của nó chắc cỡ 24, tính tổng thể trên mặt nè là 24 ha. Nhưng mà bảng lớn của nó thì hình như là cỡ 28, nó to hơn một chút. Máy của nó có thêm một cái cặp tình nhân quay quay. Trước đây mình còn cái thời mà mình còn chưa bán online, mình bán tại chỗ ở Buôn Ma Thuột thì mình đã bán cái con lớn rồi. Thì sau này thì mình cũng không gặp lại được mấy cái bảng lớn nữa. Bảng lớn bây giờ nó hiếm không? Cái dòng cúc cu này nó giờ nó cũng hiếm, nó không có nhiều phổ thông như ngày xưa nữa, nó đấu giá cao quá mà, không? Thì đó, tổng thể là mình mô tả là như vậy. Còn bây giờ thì mình sẽ test nhanh lên tường ha, để cho mọi người hình dung được cái chức năng của nó, rồi con nào chạy, con nào đứng, và nó chạy như thế nào, nó đánh chuông như thế nào, thì bản thân mình bây giờ cũng lên tường thì mình mới hình dung được. Rồi, bây giờ mình sẽ test thứ tự lần lượt từng con lên tường ha. Rồi, bây giờ mình test từng con một nè. Rồi. Mình đang test con này là con nhỏ mã N01 ha. Đây nè. Nhỏ mã N01. Thì con này thì đặc điểm dễ nhận dạng rồi ha. Nó chạy cót, nó chạy tả nó bên ngoài không nằm trong hộp nữa ha. Và nhìn chung tổng thể mô hình khá đẹp, chỉ có cái tả của nó là nó hơi cũ theo thời gian. Này thích thì anh em phải đánh bóng nha. Mấy cái vết nám này nè, này mình đánh bóng là nó dăng thôi, đồng mà ha. Thì con này là tạ lê, này là tạ bi bi tròn đó ha. Đây, rồi chức năng thì các bạn con nào không chạy hết rồi, một một cái kết cấu, một cái mô típ thôi. Rồi để mình test nhanh nó một chút. Búa gõ ha, 3 giờ nè. Và cái mô típ của nó thì cái dòng u ba này nó một tiếng nó gõ hai nhịp. À, tới giờ lỡ thì nó điểm báo một tiếng thôi, còn tới giờ chẵn thì nó sẽ bao nhiêu giờ thì nó gõ bấy nhiêu tiếng đó. Không, thí dụ như tới giờ rưỡi là nó điểm một nhịp. Rồi mình test lại mức 4 giờ ha, tới giờ chẵn là nó búa đang gõ đây, chuông khá là thanh. Đây, đơn giản vậy thôi, dòng này thì mình bán nhiều rồi. Đây là tổng thể ngoại hình khi lên tường của nó ha. Mô tả thì mình để dưới đất mình có nói rồi ha. Bảng nó có tầm 22, logo tầm 22. À, con số 01 thì nhẹ nhận dạng thôi. Nó là cốt ngoài. À, tab logo thì gọn, mỏng hơn so với mấy con kia ha. Rồi, bây giờ mình tổng thể của nó lên tường đây. Bây giờ mình sẽ test những con khác ha. Rồi con này là con mã 01 nhé. Mình đang field test con này thì con vua ba mã nó là N02 ha, nghĩa là nhỏ 02 á. Ừ. Thì về con này so với con 01 nó có một cái điểm khác biệt thôi, đó là con nó chạy lắc ở trong hộp ha, con kia thì nó chạy lắc ở ngoài hộp vậy thôi. Thì do cái kết cấu thời điểm của nó, những con này cơ bản những con cổ ít nhất cũng phải 60 70 năm hết rồi. Kết cấu thì nó cũng giống nhau hết ha, một chuông. Cách đánh thì giờ chẵn đánh theo theo giờ, giờ lẻ thì giờ rưỡi thì điểm báo vậy thôi, nhịp hai lần. À, con này thì cái tạ của nó, tạ giọt nước nó khác với là con số 1 một chút ha. À, con số 1 thì tạ bi nó tròn hơn, con này thì tạ giọt nước nó cổ hơn. Nếu mà nói cái dòng tạ này thì nó đời trước nữa cả. Thì nó cũng đang chạy đây nè, đang hoạt động anh em nghe ha. Giờ mình test máy nó một xíu. Thì cơ bản nó theo một cái kết cấu vậy thôi. Đó. Giờ lỡ thì nó đánh một nhịp, còn giờ chẵn thì nó đánh theo giờ, thí dụ 5 giờ thì nó sẽ đánh. Vậy thôi. Thì chỉnh nhanh chậm thì ở dưới con lắc nó có một cái con vít mình hạ xuống thì trọng lực nó nặng, ngăn lắc thì nó sẽ kéo cái máy lại vậy thôi, nó cũng đơn giản thôi. Lột cổ thì nó là như vậy ha. Rồi con này thì ngoại hình cũng khá là sạch sẽ đẹp, không có vỏ mẻ, không có sức gì hết à, đúng không ạ? À? Rồi mình test lại lần nữa, chuông giờ lỡ này đánh nhịp báo đúng không ạ? À? Chuông giờ chẵn thì nó điểm theo giờ, thì cơ bản vua ba nó theo một mô típ vậy thôi. Vậy thôi ha. Rồi anh em dễ nhận dạng con số 2 N02 ha, nhỏ 02. Rồi bây giờ mình sẽ test tiếp con khác.
Con này thì tất cả tuần này thì chạy cóc tuần hết, cóc cũng có con tương đối là dài ha. Giá có là khi nó lên tường nó là như vậy ha, còn vào kích thước thì tí nữa mình hạ xuống là mình nói nó rõ hơn. Rồi vậy nhé. Rồi con mình đang view test tiếp theo, con này là mã N03, có nghĩa là con nhỏ, size nhỏ số 3 ha. Tại vì dòng nó giống nhau thì mình buộc mình phải đánh mã. Về tổng thể thì con này nó cũng còn khá là đẹp, đẹp hơn hai con kia một chút ở cái nước đồng nó sáng hơn này. Thứ hai nước vân gỗ của nó cũng vàng hơn, ươm hơn một chút ha. Còn lại thì con nào nó cũng theo nguyên bản nó vậy hết. Máy móc bên trong nó đây ha. Đây, con này thì nó giống như con số 1 à, con này nó rất giống con số 1 ở chỗ là nó chạy cót ngoài. Ô, chạy nó chạy quả lắc bên ngoài chứ không có nằm trong hộp ha. Chỉ có một con này chạy chạy lắc trong thôi. Thì và kết cấu cũng như thiết kế cũng như cái quá trình hoạt động thì Vua nó giống nhau hết. Đánh nhịp chuông thì 1 tiếng đổ 2 lần, đánh chuông 2 lần. Ở trên nóng thiết kế một cái búa chuông bằng đồng với lại một cái chuông bằng đồng ha. Thì ở nhịp nhịp giờ thì nó sẽ đánh theo theo giờ đây, rồi nó sẽ lên là nó đánh nè. Rất vang ha, chuông đồng mà. Đó, 11 giờ nè. Đó. Con này thì được cái nước đồng của nó còn sáng. Đúng không? Rồi ở giờ lẻ thì cũng giống như mấy con thôi, nó sẽ đánh theo chuông điểm báo. Đó, nó đánh theo tiếng chuông báo là báo 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 nửa giờ. Còn về lắc của con này thì như mình nói rồi ha, nó nằm ngoài không nằm trong hộp như là mấy con kia, tùy vào cái thiết kế từng đời từ đợt của nó thôi. Đó, lắc này thì một ông quan cưỡi ngựa vậy thôi. Cấu thể thân vỏ thì toàn thân bằng đồng ha. Rồi mình test lần nữa ở vị trí 12 giờ này cho nó nhiều chuông. Nó gõ búa vậy thôi. Cơ bản của Cuba thì nó giống nhau hết. Rồi. Này ha, vậy là mình test xong 3 con nhỏ rồi, bây giờ mình sẽ test những con khác. Con mình đang test con này là con mã L01, nghĩa là size lớn, mã 01 ha. Đây nè, nguyên nó là vậy. Thì đặc điểm nhận dạng con này nó rất là dễ. Thứ nhất là con này là vỏ đóng mà made in Hà Lan luôn, chính quốc luôn ha. Cái Buba này là thương hiệu Hà Lan, còn máy thì hiển nhiên là châu Âu nó chạy một dòng máy thôi, dòng máy Đức hết á. À, tất cả cái dòng này đều chạy máy Đức hết, kể cả dòng tạ khúc cũng vậy. Rồi cái đặc điểm thứ hai mà dễ nhận dạng ở con 01 này, nó là cái logo này nó bắn nu ha, nó gọi là nu chân chó nè. Nếu anh em nào mà chơi gỗ sẽ hiểu được giá trị của nó ha. Nói chung đối với những con mà nó có nu có sụn rồi thì nó có một cái vân nu chân chó nè ha. Cái này thì mình để dưới đất mình tả sẽ chính xác hơn. Còn về hoạt động thì giờ đang chạy đây ha. Thì về dòng Cuba thì cơ bản nó cũng theo một cái mô típ thôi. Cứ giờ chẵn là đánh chuông, giờ lẻ là đánh nhịp báo. Đó, chuông đang đánh nè, 12 giờ ha. Thấy không? Thấy chuông nó đỏ không ạ? Rồi, đúng 12 tiếng. Thì ở giờ lẻ thì ví dụ như giờ rưỡi thì nó sẽ gõ nhịp báo một nhịp thôi. Mình quay kim nó đây nè. Đúng không ạ? Con này thì dòng lớn thì nó chạy cái quả lắc nằm ở trong hộp ha. Một số dòng thì nó quả lắc nằm ngoài. Rồi mình test lại lần nữa con mã L01 này. À, 1 giờ là đánh 1 tiếng. Nói vậy thôi. Hai giờ. Đó, đơn giản là vậy thôi ha. Bên cọ này là cọ lắc, bên đây là tạ, bên đây là tạ của chuông, tạ này tạ giờ ha. Rồi, rồi giờ mình test xong con mã L01 rồi ha. Rồi, con mình test con tiếp theo là con này mã L02, có nghĩa là lớn 02 ha, quy ước vậy cho nó dễ. Thì tổng thể con L02 này thì so với lại con
Con kia thì con là 02, cái vân gỗ của nó vàng hơn. Con kia thì logo được cái là logo nó bấm nu ha. Cái tab logo con kia thì rất là giá trị ở chỗ là nó bấm bấm nu chân chó. Con này thì gỗ nó vàng hơn vậy thôi. Còn về kết cấu thì nó na ná nhau à, cái dòng Bugha này thì nó cũng na ná nhau à, không à, theo cái văn hóa phương Tây á, cái cơ bản con nào nó cũng vậy. Thì con L02 này thì nó cũng đang chạy đây ha, thì cơ bản là mấy con nào cũng khá là mới. Tới giờ thì nó sẽ đánh thôi, chuông nó đánh ha. Giờ chẵn thì giờ lẻ thì nó điểm một hồi chuông này, rồi mình quay lại tới giờ chẵn đi ha. 2 giờ nè, nó thì nó điểm 2 chuông, nói vậy thôi. Cót thì cũng chạy cót trong luôn ha. Ngoại hình con này cũng khá là đẹp ha. Rồi để mình test lại. Rồi 3 giờ nè, thì chuông nó sẽ gõ 3 nhịp. Đơn giản là vậy thôi. Bugha thì nó theo một cái mô típ. Con này là tạ bi ha. Tí nữa mình sẽ lên tạ khúc sau. Rồi con này là tạ bi nhé. Rồi con mã 0L02 mình view lại lần cuối nè, cho anh em khi lên tường ha. Size tổng thể tab logo của con này chắc gan ma tay mình 22, nếu mà tính cả bảng tab logo thì khoảng 25 26 gì đó. Con dạng size lớn. Được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ quay qua mình test con khác nha. Mình test con tiếp theo. Con mình đang view này là con thuộc loại là tạ khúc luôn ha, chứ không phải là tạ lê. Thì về tổng thể con này thì ngoại hình khá là đẹp ha. Phiên nguyên bản con này mặt men nhé. Mặt men. Cấu tạo thân vỏ là gỗ tự nhiên và đồng. Ha, con này nó thuộc một cái thương hiệu rất lớn của Đức, Junghan này. Junghan là cái thương hiệu chưa từng rất là lớn, mặt bằng men. Rồi cơ cấu hoạt động của con này thì nó cũng giống như mấy con kia thôi, một chuông thì đánh 1 giờ đánh 2 nhịp, nhưng mà con này được cái là ba gong ba búa, nó đánh chuông đôi, âm đôi, một âm trầm một âm bổng, vang như chuông chùa vậy ha. Nó gọi là đánh 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 âm đôi. Còn ở nhịp giờ chẵn thì nó điểm nó báo theo theo giờ. Còn nhịp giờ lẻ thì nó cũng điểm báo thôi, chứ nó không có đánh đánh theo nhịp giờ ha. Rồi và tổng thể ngoại hình thì cũng khá là đẹp ha. Mình để dưới đất thì mình đã nói rõ rồi, bây giờ lên tường cho anh em mình dùng thôi. Đó thì logo của con này chắc cỡ tầm 38 ha, tí nữa mình kéo thước nó sẽ chính xác hơn. Bây giờ mình test máy nó một xíu. Âm con này thì khá là ấm và vang như chuông chùa nè, nó đánh chuông đôi ha, nó điểm theo chuông đôi. Một tiếng đính, một tiếng đong vậy thôi. Còn chim ở nhịp giờ lẻ thì nó điểm báo, nó cũng là đánh chuông đôi luôn, một âm đinh một âm đong. Đánh chuông đôi thì nó ấm hơn, một âm trầm một âm trầm một âm bổng ha. Rồi mình quay mình test lại lần nữa. Lát thì cũng tương đối là dài. Rồi, tất cả. Tất cả mấy con này là có tuần hết ha. Nha, mấy con này là có tuần hết nè. Được chưa? Rồi cấu tạo thân vỏ thì mình đã đắp mình nói nó sẽ dễ hơn, nãy mình nói rồi ha. Rồi. Bây giờ mình test con khác ha. Bây giờ thì mình đang view test tới con này là con đồng hồ của Đức, con Đức cổ luôn ha. Con này cổ lắm, con này chắc không phải hơn 100 năm rồi. Mình tìm hiểu trên Google thì mình thấy ha. Và tổng thể thì con này nó zin nguyên bản luôn, từ lắc cho đến mọi thứ ha. Con này thì nó được cái là nó đánh nó có chạy chân sao AM PM sáng chiều ha. Ngoại hình tổng thể rất là đẹp, chưa sức mẻ gì đâu. Đây xích tạ con này nó tạ khúc, ở đợt này thì có 2 con tạ khúc nha. Tạ lê thì nó bi tròn giống như mấy con kia là tạ lê, con này tạ khúc. Và cơ cấu hoạt động của nó thì đơn giản là nó cũng giống nhau thôi. Con này thì 1 giờ điểm chuông 2 lần, ở nhịp giờ chẵn thì nó sẽ điểm báo chuông theo cái nhịp chuông của giờ. À.
đó. À, nhịp lẻ thì nó báo chuông điểm điểm báo ở nhịp lẻ ha, nó không giống như bao nhiêu dòng mua ba khác thôi. Đó. À, cấu trúc thân vỏ thì chỉ có gỗ với đồng, cả cả máy ha, máy thì cũng đồng tự nhiên luôn. Ở ngoại hình tổng thể cũng khá là đẹp ha. Con này thì được cái lắc của nó, lắc mặt trời rất là đẹp mắt, lắc hoa hướng dương nè ha, lắc rin của nó đó, rất là đẹp. À. Rồi tổng thể ngoại hình là chỉ vậy thôi, rồi mình test lại lần nữa nè. Con này thì bảng nó cỡ 25 á ha, logo cỡ 25 á. Rồi, ngoài ra thì nó chạy AM/BM ở chân. Nha, nó hơn mấy con kia ở cái lịch sáng chiều. Rồi vậy ha, giờ mình sẽ test qua con khác. À, con này là tạ khúc nó chỉ có một mẫu này thôi, không cần mình phải đánh mã ha. Đánh mã là đối với những con giống nhau trùng mẫu thôi, còn những con mà nó độc lập thì thôi mình khỏi đánh mã. Anh em cứ nói cái hiệu của nó là mình, vị trí của nó là mình biết rồi ha. Bây giờ mình sẽ test tới con này. Con này thì một cái thương hiệu nó khá là nổi tiếng rồi ha, nó gọi là dòng Tuk Cu. Tuk Cu này thì của Đức, nó là văn hóa của châu Âu rồi. Mình nếu mà anh em mình coi hoạt hình Tom and Jerry hoặc là coi những cái truyền thuyết, những cái câu chuyện phim ảnh mà của châu Âu rồi thì thường thấy hình ảnh con này. Bây giờ những cái dòng đồng hồ này đi vào cái huyền thoại, thành cái văn hóa của người châu Âu rồi ha. Thì như mình nói thì con này thì nó có hai bản, bản lớn là bản nhỏ. Bản lớn thì thứ nhất là kích thước của nó lớn hơn, con này là size ngang của nó là tầm 24 ha. Thì cái bản lớn là thứ nhất là kích thước nó lớn hơn, rồi cái máy của nó cấu trúc nó phức tạp hơn, nó có một cái bộ đôi nam nữ tới giờ ra khiêu vũ nhảy xoay rồi nữa. Thì con này thì là con nhỏ, con này thì trước đây mình gặp rất là nhiều nhưng mà bây giờ nó cũng hiếm rồi, cái đã đấu giá giá nó rất là cao rồi ha, cũng khó gặp lắm. Thì đợt này có con này thì mình cũng test luôn. Cơ bản thì con này ngoại hình thì mới lắm, nó còn tem rồi luôn này ha. Còn tem luôn, chức năng hoạt động thì hoạt động tốt. Giờ thì cơ bản mình test là chạy chuẩn hết rồi, ví dụ nhanh chậm thì do mình về mình kéo cái độ nặng của con lắc nó thôi ha. Tổng thể ngoại hình con này rất là đẹp. Rồi thì mình nói nhanh một chút thì con dòng Tuk Cu này thì cơ bản nó cũng chạy tạ lê, nó tạ rin của nó luôn này, nó khác với những con tạ bi đồng này ha. Thì chắc là nó cũng bằng đồng luôn nhưng mà nó làm dạng đồng đen ha, đồng si á, nó mạ đen. Còn gỗ của nó thì nó là một cái gỗ sồi rất là đặc thù của đồng hồ ha. Thì con này thì nó cũng giống như dòng cổ tạ lê, thì nó tới giờ nó cũng sẽ điểm hai hồi chuông trên một giờ trên một lần. Ở hồi chuông lẻ thì nó sẽ con túc cu nó sẽ túc cu một một báo một tiếng thôi. Ví dụ giờ mình quay kim tới giờ lẻ nè, thấy chưa? Còn tới giờ chẵn thì nó sẽ túc cu theo cái số lượng giờ, ví dụ như bây giờ là 5 giờ. Đó, nó thò cái đầu ra nó sẽ túc cu theo cái nhịp giờ thôi ha. Rồi bây giờ nó tới giờ mình test lại lần nữa này, tới giờ lẻ nè, đó thì nó báo một tiếng. Còn tới giờ mà giờ chẵn thì nó sẽ báo theo giờ của thời gian đó. Bây giờ không, 6 giờ thì nó túc cu 6 tiếng, thì nó gọi đây là dòng túc cu, một cái dòng rất là nổi tiếng của Đức ha. Rồi, ngoại hình và kết cấu thân vỏ thì như nãy mình nói ở dưới đất á, thì nó là một cái gỗ rất là đặc biệt của đồng hồ. Nó giống như cây sồi của mình, nó còn nó chính xác loại gỗ gì thì mình không biết đâu. Còn nó khảm thủ công rồi thì nó là như vậy. Con này thì nguyên bản luôn, rất đẹp. À, hiếm rồi. Rồi, đây là tổng thể của con Tuk Cu khi lên tường ha. Rồi, bây giờ mình sẽ test con khác ha. Rồi vậy là sau khi test thì anh em hình dung được rồi ha, hình dung được cái cách chơi rồi, cái cách treo rồi, cái cách nó hoạt động cơ chế nó như thế nào đó thì anh em hình dung được rồi, nó cũng đơn giản thôi. Cái này thì tất tần tật là máy cơ hết, máy auto hết, cót thì nó chạy cót theo tuần ha, có tầm 6 ngày con nào có tầm 5-6 ngày, chứ nói chung một tuần mình phải lên cót một lần, người ta gọi là cót tuần, một tuần lên cót một lần. Và tổng thể ngoại hình thì con nào cũng đẹp hết đúng không ạ, không có con nào khiếm khuyết hết. Hàng của nó công nhận tụi nó giữ cũng đẹp thiệt. Rồi
Hoạt động thì anh em thấy rồi ha, có con thì đánh chuông như vậy, hầu như nó cũng đi theo một mô típ thôi, chỉ có con này là ba gông đánh chuông đôi thôi nè, có ba búa ha. Con này thì vừa chạy ánh sáng vừa đánh chuông. Con túc cu này thì anh em cũng thấy trải nghiệm rồi, nó có con túc cu đây tới giờ thì nó thò đầu ra nó túc cu á ha. Rồi còn ba con này thì do nó cùng màu, nó cùng hệ với nhau cùng hiệu thì mình đánh mã cho anh em dễ chọn ha. Mã N101 nó nghĩa là nhỏ, 0102, số 3, số 4 gu ba lớn, là số 5 gu ba lớn, số 6 dung hang tận khúc, số 7 con này chạy trăng sao, số 8 cúc cô. Rồi anh em cảm thấy thích con nào, muốn mua con nào thì alo cho mình ha. Về giá thì anh em coi ở dưới mục mô tả sản phẩm phía dưới video, mình để giá ở phía dưới đó nha. Ví dụ như là cái đồng hồ của mình đây, cái video của mình đây, thì anh em muốn coi giá thì chạm nó vô cái tiêu đề, nó lòi ra cái bảng giá phía dưới nè, thấy không ạ? À? Thì bình thường mình coi video mình không thấy thì mình chạm vô cái thôi, thường thì tất cứ nó không có thể hiện cái phần mô tả. Ví dụ như số 1 là gu 3 bao nhiêu, số 2, số 3, số 4, số 5, hay con nào mình bán rồi thì mình sẽ sửa tin đã bán nhé, giá thì mình để ở đó. Rồi vậy nhé, anh em nào có nhu cầu alo cho mình. Rồi một lần nữa là chào mọi người.